Chào các em, chúng ta giải vòng số 3 V-Lombic của khối lớp 6. Bài thi số 1. Thỏ vực Mekong. Máy nó bị lỗi gì? Rồi, tiếp tục các em. Cho số tự nhiên N. Rồi. Vậy các em thử đi. N bằng 4 thử. 4 mũ 2 là 16. Thì chưa có lớn hơn 30. 5, 5 mũ 2 là 25. Cũng chưa có lớn hơn 30. 6 mũ 2 là 36, là lớn hơn 30, nhỏ hơn 48 rồi đó. 6 ha. Cái này thì các em thay đổi thôi, biến đổi thôi. Rồi giờ thầy hướng dẫn bằng cái phần mềm map tile luôn ha. 8 mũ 3 là 8 nhân 8 nhân 8 mà các em để ý không đó. Còn 4 mũ 6 là 6 số 4 nhân nhau. Thôi tôi thầy nói số 8 trước đi. Số 8 thì mình có thể đổi thành là 2 mũ 3. Đó. 2 mũ 3. Như vậy 8 mũ 3 tức là 2 mũ 3. Rồi tất cả mũ 3 nữa. Còn 4 mũ 6. Thì các em để ý số 4 này nè. Số 4 này là 2 mũ 2. Vậy 4 mũ 6 là 2 mũ 2, tất cả mũ 6. 3 số 2 nhân nhau thành một nhóm, mà 3 nhóm như vậy thì nó thành 9 số 2 nhân nhau. Rồi 2 số 2 nhân nhau thành một nhóm mà có 6 nhóm như vậy là nó sẽ ra 12 số 2 nhân nhau. Ta ghi thành 2 mũ 12 ha. Đó. Rồi còn phải nhân với 2 mũ 9 nữa kìa các em. 2 mũ 9 nữa. Đó, 2 mũ 9 nữa. Như vậy cuối cùng tổng cộng là có 9, 9, 18. Với lại 12 là 2 mũ 30. Có 30 số 2 nhân với nhau. Rồi, cái đề có vẻ rối nhờ. Em bình tĩnh nha, không có gì đâu. Bàn cờ vua thì có 64 ô trắng đen, các em biết rồi. Ô thứ nhất ta bỏ 2 hạt thóc. Ô thứ hai ta bỏ gấp đôi ô thứ nhất là 4. Ô thứ ba ta bỏ gấp đôi ô thứ hai là 8. Ô thứ tư gấp đôi ô thứ ba là thành 16. Đó. Cứ như vậy. Đó. Nếu các em để ý kỹ á thì ở ô đầu tiên là ta ghi 2 mũ. Mũ 1. Còn ô thứ hai á là 2 mũ 2 là 4 đó. Ô thứ ba là 2 mũ 3. Đúng chưa? Và ô thứ tư là 2 mũ 4. Cứ như vậy cho tới ô thứ 64 là 2 mũ 64. Đó. Như vậy là số hạt thóc ở ô thứ 64 sẽ là 2 mũ 64. Không? Đây kìa. Rồi. Giải cách đều. Giải cách đều các em tính số số hạng đã. Bây giờ mình tính số số hạng đã. Số số hạng nó sẽ bằng là 81
trừ 5 chia cho 2 khoảng cách đó cộng cho 1, vậy là bằng bao nhiêu? Em bấm máy nhanh. 81 trừ 5 chia đôi cộng 1 là bằng 39 số này. Vậy tổng nó sẽ bằng gì? Tổng nó sẽ bằng đầu cộng cuối nhân số số hạng chia đôi, tức là 5 cộng 81 nhân cho số số hạng là 39 chia cho 2. Các em học thuộc luôn đi nha. Tổng của giải cách đều là các em lấy đầu cộng cuối nhân số số hạng chia đôi thôi. 5 cộng 81, 5 cộng 81 nhân 39 là chia cho đôi 1677 nha. Rồi. 3 ô chặn cuối là thường thường rất là khó. Chữ số tận cùng, cái này cũng dễ thôi kìa. Chữ số tận cùng. Bây giờ các em để ý là 3 mũ 4 là nó bằng 81. Phải nhận cho ra điều đó là. Nào, thử đi. Rồi như vậy 3 mũ 401 thì nó sẽ bằng 3 nhân cho 3 mũ 400. Rồi số 3 đầu tiên thì giữ lại. Còn các em để ý 3 mũ 400. 3 mũ 400 là 400 số 3 nhân nhau. 400 số 3 nhân nhau. Bây giờ thầy chia thành từng nhóm. Mỗi nhóm có 4 số 3. 400 số 3 chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 số 3 thì ta sẽ được 100 nhóm thôi. Ta sẽ được 100 nhóm. Mỗi nhóm có 4 số 3. Gì nữa? 3 mũ 400 là 4 số 3 đứng sát nhau thành 100 nhóm như vậy đó. Mà 4 số 3 thì ghi thành 3 mũ 4 đi đó. Như vậy cái này nó chính là bằng 3 nhân cho 81 mũ 100. Rồi các em để ý nha, 81 mũ 100 là 100 số 81 nhân nhau, nó sẽ tạo thành một số khủng khiếp luôn. Không biết bằng bao nhiêu, nhưng mà cái đuôi nó sẽ bằng 1. 100 số 81 mà có đuôi bằng 1 hết thì nhân lại nó sẽ thành một số có đuôi bằng 1. Như vậy kết quả là 3 nè, nhân cho 81 mũ 100, tức là nhân cho một số khủng khiếp nhưng mà đuôi bằng 1. Như vậy nó sẽ ra là một số bao nhiêu thì không biết, nhưng mà đuôi nó sẽ bằng 3. Bởi vì 3 nhân 1 là đuôi bằng 3 nè, không? Chữ số tận cùng là bằng 3. Còn nhiều thời gian, các em coi mấy câu xung quanh. Rồi. Bài này khó. Bài này thì hướng dẫn luôn. A bằng 2 mũ 0 cộng cho 2 mũ 3 cộng cho 2 mũ 5 cộng chấm 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 cộng cho 2 mũ 99. Bây giờ thầy lấy A thầy nhân cho, thầy lấy A thầy nhân cho, giờ thầy thêm số nữa đi, 0 rồi, 0 rồi tới 3 rồi tới 5. Ủa sao kỹ ta, 0 tới 3 rồi tới 5. Không có quy luật gì vậy? 3, 5 là cách nhau 2, từ 0 tới 3 là cách nhau, là cách nhau là 2 nhỉ? Từ 0 tới 3 cách nhau 3 đơn vị, mà từ 3 tới 5 cách nhau 2 đơn vị. Vậy chỗ này sẽ là 2 mũ 7 đi, để đoán không nhầm vậy. Rồi. Bây giờ thầy nhân A cho, thầy nhân A cho, rồi
a bằng cái này, bây giờ thầy nhân a cho 2 mũ 2. Như vậy bên này cũng phải nhân cho 2 mũ 2. Thì nó mới què nhau được. Đúng chưa? Thầy đưa lên trên này lại đi. Rồi tiếp tục các em để ý. 2 mũ 2 nhân A thì tức là thành 4 nhân A. Còn này thì dùng tính chất phân phối thì nhân vô. 2 mũ 2 nhân 2 mũ 0 á là sẽ bằng 2 mũ 2. Bởi vì 2 mũ 0 là bằng 1. Rồi 2 mũ 2 nhân cho 2 mũ 3 là thành 2 mũ 5. Rồi 2 mũ 2 mà đi nhân cho 2 mũ 5 á là thành 2 mũ 7. 2 mũ 2 nhân 2 mũ 7 thì lại thành 2 mũ 9. Được, cứ như thế cộng vân vân cho tới 2 mũ. 2 mũ 2 nhân 2 mũ 99 là sẽ bằng 2 mũ 101. Đó, các em phải hiểu tới đây là nha. Rồi giờ thầy đẩy cái này ra cho các em dễ thấy nè. Rồi A thì bằng cái ở trên đó ha. A thì bằng cái trên này. Đây nhìn cho kỹ đi, A thì bằng cái này. Còn A gấp 4 lần lên thì bằng cái ở dưới. Bằng cái này nè. Đó. Cái phe A là anh này. Còn gấp 4 lần A lên thì ra cái phe này. Giờ các em lấy cái phe dưới trừ phe trên. Lấy phe dưới trừ phe trên ha. Phe A gồm những anh bạn này. Còn phe 4 lần A thì gồm những anh bạn này. Giờ các em cho phe dưới đánh phe trên đi ha. Lấy 4 lần phe A đi đánh, tức là làm phép trừ. Trừ bỏ đi cái phe trên. Vậy là những thằng này nè đi đánh những thằng trên này. Đó, nói vậy dễ hiểu kìa. Rồi nguyên cái đám dưới này đi trừ bỏ đám dưới này. Đánh nhau mà. Rồi 2 mũ 5 trừ 2 mũ 5 là chết. 2 mũ 7 trừ 2 mũ 7 là chết. Tương tự 2 mũ 9 là nó trừ 2 mũ 9 ở trong cái dấu ba chấm này là chết nè. Rồi đằng trước 2 mũ 2000 à, trước 2 mũ 101 này là có 2 mũ 99 trừ cho 2 mũ 99 này. Thấy không? Như vậy sau cái phép trừ này, tức là sau trận chiến này á, thì 2 mũ 5 là mất rồi. Đánh nhau mất rồi. 2 mũ 7 cũng mất. 2 mũ 9 mất, cứ như thế cho tới 2 mũ 99 trên này cũng mất. Như vậy cái phe 4A này, này nó sẽ còn lại là 2 mũ 2. 2 mũ 2 với lại 2 mũ 101. Hai anh này không có đối thủ để mà đánh á. Rồi cái phe A là 2 mũ 5 mất rồi, 2 mũ 7 mất, 2 mũ 99 mất. Rồi còn hai thằng này là ở dưới này không có ai đánh nó. Thì ta ghi lại thôi ha, trừ cho 2 mũ 0. Rồi trừ cho 2 mũ 3. Đó. Lấy 4A trừ A thì 2 mũ 5 triệt tiêu, 2 mũ 5, 2 mũ 7 chết. Vân vân cho tới 2 mũ 9 trừ hết. Cuối cùng là cái phe 4A là còn 2 mũ 2 với lại 2 mũ 101. Trừ bỏ đi bên trên là còn hai anh này nè. Đó. Để em tính này ra. 2 mũ 101 thì không thể tính được rồi. Có chăng là em tính mấy cái bên này nè. 2 mũ 2 là 4 ha. Cộng 4. Trừ cho 2 mũ 0 là trừ cho 1. Rồi trừ cho 2 mũ 3 là trừ cho 8. Rồi được cộng 4 mà bị trừ đi 1 là còn 3 thôi. Được cộng 3 mà trừ 8 thì còn lại trừ 5 ha. 2 mũ 101 được cộng thêm 4 đơn vị rồi lại được trừ 1. Như vậy là thành được cộng 3 thôi. Được cộng 3 mà trừ đi 8, vậy là
chung quy lại là 2 mũ 101 là bị trừ đi 5 đơn vị. Đó. Khó hiểu lắm các em hả? Rồi giờ tới đây các em có gì? 4 lần gấp 4 lần a lên đi trừ cho a. Gấp 4 lần a lên đi trừ cho 1 lần a, như vậy là còn 3 lần a. 3 nhân a đó. Và kết quả trừ là thầy tính ra đây rồi nè. Là 2, nó chính là kết quả 2 mũ 101 trừ đi 5 ha. Cái kết quả này mình để nguyên vậy thôi chứ tính ra tính không nổi. 2 mũ 101 sao tính được. Rồi gấp 3 lần a lên thì bằng cái này. Như vậy a sẽ bằng cái này chia cho 3 ha. Đó. Đây là kết quả cuối cùng kìa. 2 mũ 101 trừ 5 tất cả chia 3. Vậy thôi. Đây. Còn ô nữa chặn. Mà còn có 4 phút nữa. Thôi mình đi qua đi. À, thầy sẽ làm thêm một tài khoản nữa để giải mấy câu tiếp theo ha. Mấy cái câu khó ở trong cái vòng. Ủa sao cái mạng nó bị cái gì vậy? Nó cứ tự thoát biết à. Rồi có tính điểm cho mình đây. Rồi chọn hai ô giá trị bằng nhau. Rồi nó có tăng lần thi của mình không đây? Cái mạng bị gì vậy ta? Chắc nhiều người thi quá. Mạng ngoài bộ bị lót. À cái gì đây? Trời đất ơi. Tự thoát mà. Cái này là lỗi máy các em nhé. Rồi, ta tự nhiên ta bị tăng số lần thi oan hả? Rồi. Bắt đầu làm bài số 2 các em. Cũng may là bài 1 mình qua rồi hả? Cho mình vô luôn. Lỗi của hệ thống nè. Mình quá. Mấy trang khác vẫn đăng nhập tốt mà. Cũng là do lỗi của cái trang web vì bích à. Rồi vào được rồi các em. Đăng nhập. Đừng có lỗi nữa nào. Rồi may quá, được rồi các em. Ồ, vẫn load in the made error. Xui xẻo quá trời.
Rồi, tiếp tục làm việc. Chọn hai ô bằng nhau. Chọn hai ô bằng nhau. 2n cộng 1 bằng 11 và n sẽ bằng 5. 13 cộng 5 là 18. 3 nhân x bằng 18 thì x sẽ bằng 6. N lớn hơn bằng 5 mà nhỏ hơn bằng nhỏ hơn 6 thì bằng 5. 9. Vậy các em có thể thấy số 5 này với số 5 này là kết đôi nhau được rồi. Rồi tiếp tục. Số số tự nhiên có 4 chữ số. Là các em lấy 9999 trừ cho 1000 rồi cộng cho 1 là được 9000. Ở đây là 9000. Từ 1000 tới 9999 là có 9000 số. Lấy số 9000 này với 9000 này là xong nè. Rồi. Cái gì đây? Số số lẻ có 3 chữ số. Số số lẻ có 3 chữ số. Số số lẻ có 3 chữ số. Là các em tính từ 101 đi. 103. 105. Cho tới 99. Số lẻ có 3 chữ số. 101, 103, 105, 99. 999 trừ 101 chia đôi cộng 1 là bằng 450. 450 các em. Lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 ha. 450 này. Số lớn nhất có một chữ số là số 9. Số số lẻ có 2 chữ số, các em làm giống trên này. Số số lẻ có 2 chữ số 11, 13, 15, 99. Rồi lấy 99 trừ 11 chia đôi cộng 1, 45 số em. 11, 13, 15 các em lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 ra 45 số ha. Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau đây luôn, ngay trên đầu. Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là 98. Tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 4 đây thôi. 18, 6 đây. Tập hợp, hai tập hợp này đều là chứa phần tử là 6 ha. Rồi. Lát quá. Rồi bài thi số 3. Để các em tính tay ha. 277 với 123 là 400. 400 với 200 là 600. Viết tích sâu dưới dạng lũy thừa. Có 5 nhóm, mỗi nhóm 3 số 2 như nhau. Vậy là thành 2 mũ 15 ha. Đây các em.
2, mũ 3, tất cả mũ 5, rồi nhân cho 2, mũ 5, rồi mũ 2 nữa. Các em chú ý 5 mũ 2 thật ra là 25, đúng không? Đây, thầy tính từ đây đi. 2 mũ 3, tất cả mũ 5, đó là 5 lần cái 2 mũ 3 nhân với nhau, tức là 5 nhóm, mỗi nhóm có 3 số 2, vậy là thành 2 mũ 15. Còn bên này là 2 mũ 25, 5 mũ 2 là 25. Cuối cùng là 2 mũ 40. Trừ do 81 bằng 9 thôi. Đề dễ quá. A mũ 4 bằng 1296. Cái mò thôi. Các em lấy 5 mũ 4 nè, là mới có 625 à. 7 mũ 4 nè, là 2000 mấy, tục lui lại. Vậy là 6 mũ 4 thử coi. Đúng luôn. 6 mũ 4. Vậy A bằng 6. Cái này số nó nhỏ, cái em tự tính luôn ha. Nếu thầy không làm thì cái này nó sẽ bằng là 55 nghe. Rồi, ta đã hoàn thành xong bài thi với số điểm tối đa. Các em cố gắng chia sẻ cái kênh này càng nhiều càng tốt ha, để kiến thức được lan tỏa. Chào các em, hẹn gặp lại ở những cái vòng tiếp theo khó hơn.